Trên tay phóng viên là một vật nhọn như thế này mà một chủ nợ ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã dùng nó đâm vào mắt con nợ của mình để hòng đòi lại số tiền mà mình cho vay. Một hình thức đòi nợ theo kiểu xã hội đen làm cho nạn nhân bị trọng thương rất là nặng. Sự việc đã trải qua hơn 10 ngày nhưng anh Sinh đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Vay 3 triệu đồng rồi lãi mẹ đẻ lãi con nên dù đã trả được 20 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ. Và cũng chỉ vì chậm trả nên chủ nợ đã dùng mảnh chai đâm thẳng vào mắt. Anh đâm mắt ở dưới này lòi luôn rồi vô tôi khâu lại. Bác sĩ kêu là không có đỡ được, khâu vô nếu mà nó có lành thì nó có mù vĩnh viễn. Ở Phan Rí, thảm cảnh nợ nần do tín dụng đen còn dẫn người ta đến cả một cái chết. Chỉ vì không trả được món nợ 30 triệu đồng, vợ anh Đức đã phải tự vẫn do không chịu nổi áp lực bởi những người đòi nợ liên tục hăm dọa đòi giết. Không có tiền. Nó mới chửi bới gì, nó hâm gì á. Rồi không có biết mà hai vợ chồng cũng mới cơm xong à. Giờ mới ra bãi ngầu cho mát á. Giờ ở trong nhà má làm gì á. Nhà thức chứ mà bây giờ biết làm sao. Theo người dân địa phương, nạn tín dụng đen, đòi nợ theo kiểu xã hội đen có ở hầu hết các thôn xóm nghèo. Lãi suất cho vay lên đến 500% một năm, cao hơn thông thường trên 50 lần. Cộng với thủ đoạn đòi nợ hết sức tàn bạo, đang khiến cuộc sống nơi đây trở nên bất an. Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay đã phát hiện một vụ giết chết con nợ, hai con nợ phải tự vẫn và nhiều vụ hành hung con nợ khác diễn ra ở nhiều lúc, nhiều nơi. Chúng đe dọa là sử dụng những cái hình thức khủng bố, bắt cóc người thân, sẽ gây tai nạn, vân vân, tạo một nỗi bất an, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự của tỉnh nhà. Hầu hết những người rơi vào thảm cảnh sống trong lo sợ vì nợ nần đều nghèo, không có công ăn việc làm ổn định. Như anh Sinh, giờ chỉ còn biết ngồi ở nhà trông con, nguồn sống phụ thuộc vào tiền bán vé số của vợ. Anh cũng như nhiều người khác đang phải giao bán tài sản cuối cùng là căn nhà để mong cứu lại tính mạng của gia đình. Có đưa những cuốn sổ đáo hạn của ngân hàng cho nên là mình tin. Cái tên mỗi chi cung cấp á, thì cái tổ đó nói là không có nhờ chi chi để làm. Lợi dụng sự tín nhiệm lập quỹ cho vay rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bỏ trốn. Nội dung sẽ được phản ánh trong khung giờ này ngày mai.